Đây là Coin 68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào anh em. Rất vui được gặp lại anh em trong một tuần mới và chúng ta lại có cơ hội để gặp lại nhau trong podcast DeFi Discussion. Trong một tuần vừa qua thì có thể coi là thị trường tiền mã hóa đã bước qua một cái cột mốc rất là đáng chú ý và có thể coi là lịch sử. Đó là cái sự kiện SEC chính thức thông qua các cái đề xuất thành lập quỹ Bitcoin ETF Spot. Thì đây chắc chắn là một cái tin hết sức tích cực với thị trường crypto nói chung rồi. Và chắc chắn là nhiều anh em cũng đang tò mò đến cái câu chuyện là liệu trong tương lai thì cái Ethereum ETF dưới dạng Spot thì khi nào sẽ được SEC thông qua, và những cái thông tin cũng như là những cái tin đồn liên quan đến cái quá trình thông qua các cái đề xuất thành lập quỹ ETF này. Tuy nhiên, chúng ta trong tuần này sẽ đâu đó cái chủ đề của tuần này của chúng ta thì vẫn liên quan đến Ethereum. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ không bàn quá sâu về cái câu chuyện của pháp lý của các cái cơ quan quản lý, mà tuần này chúng ta sẽ nói về một cái khía cạnh khá là sâu về phía hạ tầng, về sản phẩm của Ethereum. Cái sự kiện này nó cũng chỉ có bắt nguồn gọi là một cách nó rất là bất chợt trong tuần qua thôi. Đó là cái sự kiện mà Vitalik Buterin trong một cái buổi AMA, một cái buổi thảo luận ở trên nền tảng mạng xã hội Reddit, thì nhà sáng lập Vitalik Buterin thì cũng vô tình là đề cập là cộng đồng Ethereum nên nâng cái mức gas limit từ 30 triệu gas hiện tại lên mức 40 triệu gas. Thì đây là cái con số tăng khoảng 33%. Đó, thì trước tiên chúng ta sẽ cần phải đi tìm hiểu về cái khái niệm gas limit là gì và nó sẽ ảnh hưởng như thế nào, và lý do tại sao mà những retail investor, những người mà theo dõi cái hệ sinh thái Ethereum cần quan tâm đến cái thông tin này, và để có được những cái góc nhìn cũng như là những cái quyết định đầu tư làm sao cho nó phù hợp trong tương lai. Rồi thì chắc là trước tiên chúng ta sẽ nói về cái gas limit đi ha. Thì gas limit theo đúng cái định nghĩa của nó là cái lượng gas tối đa có thể được xử lý ở trong một block của Ethereum. Thì anh em có thể hình dung như thế này, mỗi một cái thao tác ở trên Ethereum á, thì nó sẽ có một cái mức gas cụ thể. Ví dụ như một cái giao dịch chuyển tiền ở trong Ethereum đi, thì nó sẽ tốn khoảng đâu đó khoảng 21.000 gas. Rồi những cái thao tác mà nó phức tạp hơn đi, thì ví dụ như là swap đi, hoặc là borrowing là vay tiền ở trong các cái nền tảng lending á, thì nó sẽ tốn nhiều gas hơn. Và đây là cái đơn vị gas nha, anh em nhớ hình dung là nó sẽ không phải là Ethereum đâu, nó là đơn vị gas, tức là hiểu nôm na là cái mức độ phức tạp của cái thao tác đó ở trên mạng lưới, là cái thứ mà mạng lưới sẽ phải gọi là computation, tức là phải tính toán để xử lý. Thì đó là cái câu chuyện về gas, là mỗi thao tác trên Ethereum nó sẽ có một cái lượng gas như vậy. Thì mỗi một cái block nó sẽ tối đa là chỉ có được 30 triệu gas thôi. Tức là hình dung là nếu như mà cái block đó nó đến kèm một cái lượng giao dịch chuyển tiền, hoặc là một cái lượng giao dịch swap, hoặc là một cái giao dịch lending nào đó, tức là tổng cái lượng thao tác mà nó có thể xử lý thì tổng lại nó sẽ là 30 triệu gas ở trong một block thôi. Thì đó là cái khái niệm gas limit. Và chỗ này giải thích sâu thêm một xíu để anh em có thể hình dung được là nó liên quan trực tiếp như thế nào đến những cái thao tác hàng ngày của chúng ta. Thì anh em thấy ở trên Ethereum, ở trên các cái trình theo dõi dữ liệu như là Etherscan á, thì chúng ta hay thấy là có những cái gọi là những cái quay, đúng không ạ? Ở trên Ethereum Scan thì nó hay hiện những cái quay. Thì những cái quay này là gì? Ví dụ như ở thời điểm hiện tại thì ở trên Ethereum Scan thì thường thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ hiện những cái con số dao động từ khoảng 23 đến 27 Wei. Thì Wei này nó là gas price, tức là nó là giá của một đơn vị gas. Gas là cái khối lượng công việc mà cái mạng lưới nó sẽ xử lý tùy theo cái thao tác. Và nhân với gas price, tức là những cái Wei như thế này, thì anh em sẽ ra được là tổng cái lượng tiền anh em sẽ tốn khi mà muốn thực hiện những cái thao tác ở trên Ethereum. Thì khi mà nhân gas với lại gas price, nó sẽ được tính ở cái đơn vị là Wei. Và một Wei thì nó sẽ bằng là 10 mũ trừ 9 ETH, tức là một ETH thì sẽ bằng 1 tỷ Wei. Thì anh em có thể tính gọi là chia ra như vậy để biết được là mình sẽ tốn bao nhiêu ETH ở trong một cái thao tác trên Ethereum. Thì đó là lý do tại sao mà nhiều anh em có thể sẽ thắc mắc là tại sao tôi chuyển tiền thì nó rẻ, mặc dù là cái Wei nó hiện trên Ethereum Scan thì nó vẫn là 23, 25 Wei thôi, nhưng mà ví dụ như là tôi thực hiện một cái thao tác là approve thì nó rẻ ha, nhưng mà làm những cái thao tác mà phức tạp hơn, ví dụ là swap thì cùng cái mức quay đó tôi thấy là nó không biến động nhiều, nhưng mà tại sao cái số tiền Ethereum nó trừ ở trong cái ví của tôi nó nhiều, là vì cái quay đó, cái số quay đó nó chỉ là cái gas price thôi, mà anh em phải nhân với lại cái đơn vị gas, tức là cái khối lượng công việc mà cái thao tác giao dịch đó nó tốn, thì nó mới ra được cái số tiền Ethereum mà anh em phải trả. Thì đó là sơ nét một xíu về cái gas limit, tại vì mình nghĩ là đây là một cái khái niệm khá là lạ cho đến thời điểm hiện tại, khá là lạ, và cũng khá là nhiều anh em cũng gọi là có tương tác với, có test thử sản phẩm này nọ, nhưng mà cũng gọi là ít để ý đến cái khái niệm này. Thì nhân cái cơ hội mà có một cái sự kiện Vitalik đề cập đến cái khái niệm này, và nó cũng gây ra rất là nhiều những cái tranh luận ở trên các cái nền tảng mạng xã hội, thì chúng ta có thể tìm hiểu thêm về một cái khái niệm mà tưởng chừng như rất là cơ bản thôi của Ethereum thôi, nhưng mà nó có thể giúp chúng ta có được những cái góc nhìn nó đa chiều hơn về những cái phát triển trong tương lai của cái hệ sinh thái này. Thì đó là một trong những cái lý do mà tại sao mà chúng ta nên quan tâm đến cái câu chuyện liên quan đến gas limit này. Cái câu chuyện thứ hai, cái lý do thứ hai mà tại sao chúng ta nên quan tâm đến một cái khái niệm nó tưởng chừng như là cơ bản như gas limit ha, thì đó là việc các cái validator họ có thể thay đổi luôn cái mức gas limit này ở trong một block. Như theo Vitalik đề cập là từ 30 triệu gas lên 40 triệu gas á, thì họ có thể thay đổi luôn, và họ có thể config ngay cái thay đổi này vào trong cái validator của mình, tức là họ reset lại cái, khởi động lại cái validator, và họ có thể ngay lập tức ấn định cái thay đổi này luôn và không cần hard fork. Thì đây là một trong những cái lý do tại sao mà một cái lời gọi là một cái lời nói bâng quơ của Vitalik thì nó khiến cho cộng đồng Ethereum cũng khá là xôn xao, bởi vì nó không phải là một cái hard fork thông thường ha. Ví dụ như là hard fork Shanghai hoặc là hard fork Dencun gì đó, thì nó sẽ cần phải thông qua rất là nhiều cái khâu, và các cái lập trình viên ở trong core dev thì họ sẽ phải gọi là thử nghiệm rất là nhiều testnet, và nó qua rất nhiều khâu. Nhưng mà cái thay đổi này thì nó có thể được tích hợp ngay luôn, và đó là lý do tại sao mà chúng ta cần phải theo dõi, bởi vì rất có thể nếu như hên xui sau đó mà cả mạng lưới họ quyết định là họ thay đổi và họ nâng cái mức gas limit này lên 40 triệu gas, thì nó sẽ là một cái thay đổi hết sức là đột ngột, và nó có cái tác động rất là lớn lên cái mạng lưới. Rồi thì đó cũng là cái lý do thứ ba mà tại sao chúng ta nên quan tâm đến câu chuyện này. Đó là vì hiện tại chúng ta nói rất nhiều với nhau về những cái narrative liên quan đến layer 2, liên quan đến các cái modular, những cái tác vụ ví dụ như là Data Availability. Về mặt cơ bản thì những cái lớp ở phía trên, những cái Layer 2, những cái DApp thì nó sẽ phụ thuộc rất nhiều, cái hoạt động của nó sẽ bị chi phối rất nhiều bởi cái nền tảng là cái Layer 1 của Ethereum. Và bất cứ cái thay đổi nào ở Ethereum nó sẽ thay đổi cả những cái hướng đi của những cái dự án build lên nó, và chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng đến cái user behavior, tức là cái thao tác thường ngày của người dùng, cái thói quen thường ngày của người dùng. Họ sẽ có những cái thay đổi tùy theo những cái thay đổi liên quan đến mặt chi phí khi mà tham gia vào cái mạng lưới Ethereum ha. Rồi, vậy thì tại sao mà lại có một cái ý tưởng là nâng cái gas limit từ 30 triệu lên 40 triệu gas trong một block? Thì cái lý do đầu tiên đó là anh em hình dung là cái kích thước của cái khối nó sẽ được mở rộng ra, và khi mà nó mở rộng ra thì nó có thể nhét được nhiều tác vụ hơn vào trong cái block đó, và khi mà nó có thể nhét vào được nhiều giao dịch hơn thì đồng nghĩa với việc là cái khả năng xử lý giao dịch của cái layer 1 nó sẽ tốt lên. Thì đó là cái lý do đầu tiên vì sao mà người ta lại có một cái ý tưởng về việc là nâng cái mức gas limit này lên. Rồi cái lý do thứ hai là nó sẽ giúp giảm thiểu chi phí giao dịch theo một khía cạnh nào đó, bởi vì hiểu nôm na là bây giờ cái cung nó sẽ lớn lên và cái cầu, nếu như mà nó vẫn vậy thì có thể cái chi phí ở trên mỗi giao dịch nó sẽ được giảm xuống, bởi vì bây giờ cái khối nó được nới rộng cái kích thước ra, thì cùng với những cái nhu cầu hiện tại của thị trường, nếu như mà nó không thay đổi thì tất nhiên là cái chi phí của mỗi cái thao tác nó sẽ được giảm lại, và nó sẽ có những tác động đâu đó liên quan đến cái phí giao dịch, và nó giúp cho phí giao dịch của người dùng ở trên layer 1 nó được giảm lại. Và cái lý do cuối cùng đó là cái việc cân bằng giữa layer 1 và layer 2, bởi vì hiện tại chúng ta thấy là Ethereum nói gì thì nói, họ cũng không muốn cái dòng tiền nó bị hút ra ngoài khỏi cái nền tảng là cái layer 1, mà họ muốn đâu đó cân bằng lại được cái dòng tiền và thu hút lại được những cái hoạt động trở về lại với layer 1. Mặc cho chúng ta thấy là cái layer 2 nó đã hết sức là thành công và nó thu hút được rất nhiều sự chú ý, và nó có những cái hiệu quả về mặt phí giao dịch, nó thu hút được nhiều người dùng hơn. Tuy nhiên là những cái hạn chế của layer 2 thì chúng ta cũng đã bàn với nhau rất nhiều rồi, Và những cái đặc tính của Layer 2 thì nó hoàn toàn khác với Layer 1, thì chúng ta đã có những cái tập DeFi Discussion để nói về cái vấn đề đó rồi. Cho nên nếu như mà tăng được cái tính ứng dụng của Layer 1 lên thì đâu đó nó sẽ cân bằng lại được cái cán cân dòng tiền giữa Layer 1 và Layer 2. Ok, vậy thì đâu là cái hạn chế của cái hướng tiếp cận là nâng cái gas limit này lên? Thì cũng sẽ có 3 cái hạn chế thôi. Đầu tiên thì sẽ là cái việc mà các cái state ở trên Layer 1 nó bị tăng kích thước. Thì state mình đã có một cái tập riêng nói về cái khái niệm state và stateless ha, cũng như là trong cái tập gọi là về cái roadmap của Ethereum mà Vitalik đề cập ở trong tuần trước, thì mình cũng đã có một cái đề cập rất là chi tiết liên quan đến cái câu chuyện là state như thế này. Thì state hiểu nôm na nó là cái trạng thái của cái blockchain ở một cái thời điểm nào đó, và khi mà các cái kích thước khối nó được nới rộng ra thì đồng nghĩa với việc là cái khối lượng dữ liệu của các cái hoạt động ở trên blockchain nó sẽ được nới rộng ra, và đồng nghĩa với việc là cái áp lực lên các cái đơn vị vận hành validator thì nó sẽ nhiều lên, họ sẽ phải lưu trữ nhiều dữ liệu hơn. Khi mà họ đồng bộ cái dữ liệu với mạng lưới thì nó cũng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, và cái tốc độ xử lý block thì tất nhiên là nó sẽ bị kéo dài ra, và đây là một cái thứ mà nó khá là nguy hiểm khi mà cái thời gian xử lý block nó bị kéo dài ra. Và cái vấn đề này nó còn trầm trọng hơn khi mà cái sự sai khác trong thời gian xử lý block của các cái client á. Client là những cái phần mềm để vận hành validator, thì trong một mạng lưới thì nó sẽ có rất là nhiều client, nhưng mà cái tốc độ xử lý của các client này nó sẽ khác nhau, nó sẽ có độ cách biệt với nhau. Và khi mà cái độ phức tạp của state, cái khối lượng công việc nó dài ra thì cái thời gian xử lý block của các cái client, cái độ sai khác nó sẽ lớn nhiều hơn, và từ đó nó sẽ làm trầm trọng hơn cái câu chuyện liên quan đến đa dạng hóa client, bởi vì người ta sẽ có xu hướng là chọn những cái phần mềm nào mà nó tối ưu hơn, vì cái khoảng cách này nó ngày càng nó lớn lên á. Cái việc mà không còn đa dạng client trong mạng lưới thì nó khá là nguy hiểm, bởi vì nó sẽ gây ra những cái rủi ro về mặt tập trung hóa khi một cái client nào đó nó chiếm tỷ trọng quá lớn ở trong mạng lưới. Ví dụ như ở thời điểm hiện tại đi, thì có hai dạng client là consensus và execution client. Thì ở bên execution client á, thì cái Geth nó đã chiếm tới hơn 80%, mình nhớ không nhầm là 84%, và đây là một cái rủi ro khá lớn. Nếu như mà Geth nó gặp vấn đề gì đó trục trặc thì có thể nguyên mạng lưới nó sẽ gặp trục trặc, bởi vì hầu hết các cái validator trong mạng lưới thì đang sử dụng cái phần mềm của Geth ha. Thì đó là cái câu chuyện, nó rất là nhiều thứ phức tạp có thể kéo theo từ cái việc là state nó bị nhiều hơn, nó bị mở rộng ra nhiều hơn, và nó kéo đến rất là nhiều những cái hệ lụy đối với các cái đơn vị vận hành validator và cả với mạng lưới nói chung nữa. Cái hạn chế thứ hai của cái hướng đi này thì nó dễ hiểu hơn một xíu, đó là nó sẽ dễ bị spam hơn, mạng lưới nó sẽ dễ bị spam những cái giao dịch vô nghĩa hơn, bởi vì cái kích thước khối nó được mở ra, và từ đó nó sẽ tạo ra không gian cho những cái giao dịch mà hiểu năm nay là nó sẽ tạo thêm không gian và nó giảm chi phí cho những cái giao dịch spam, và điều đó nó cũng đâu đó ảnh hưởng đến cái quá trình hoạt động của mạng lưới Ethereum nếu như mà có những cái thay đổi về mặt gas limit như đã đề cập ở trên. Rồi, thì cái hạn chế cuối cùng đó là cái sự thiếu hiệu quả trong việc tăng kích thước vận hành, tăng cái kích thước xử lý cho mạng lưới, đặc biệt là khi sắp có một cái nâng cấp là Dencun và giới thiệu cái cơ chế EIP 4844. Thì cái sự thiếu hiệu quả này nó được hình dung như thế nào? Thì anh em hiểu là EIP 4844 trước cái cột mốc triển khai EIP 4844 này thì Ethereum sẽ tốn rất là nhiều những cái không gian lưu trữ cho các cái coin data. Cái coin data này nó là một cái bước để gọi là Layer 2 nó hưởng được cái yếu tố an toàn bảo mật của Ethereum, thì nó sẽ phải gọi những cái tác vụ coin data như thế này. Thì ở thời điểm trước EIP 4844 thì một lượng lớn các cái tác vụ nó sẽ phải gọi là dành cho cái coin data này. Thì khi mà EIP 4844 nó được ra đời thì cái coin data này nó sẽ không còn là một cái gánh nặng nữa, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó sẽ EIP 4844 nó sẽ không lưu trữ các cái dữ liệu ở trên blockchain mãi mãi, và từ đó nó sẽ tạo ra những cái dư địa nhiều hơn cho cái block space ha. Thì nó sẽ giảm thiểu được những cái áp lực cho cái block space trong tương lai. Tuy nhiên, một cái phức tạp nữa khi EIP 4844 nó giảm thiểu những cái nó giảm thiểu cái không gian ở trong cái block đó, thì vô hình chung nó lại khiến cho cái việc nâng cái kích thước block không hiệu quả, bởi vì EIP 4844 nó đã bổ trợ cho cái quá trình đó rồi. Thì đó là một cái yếu tố không hiệu quả khi mà có EIP 4844 tích hợp thêm. Một cái hạn chế nữa cũng liên quan đến EIP 4844 đó là khi mà mạng lưới thực hiện những cái hard fork mới như là Dencun sắp tới, thì các cái cơ chế mới như là EIP 4844 thì nó sẽ cần một khoảng thời gian để nó có thể ổn định trở lại. Và nếu như EIP 4844 mà nó được triển khai mà nó gặp trục trặc và mạng lưới lại có những cái thay đổi liên quan đến gas limit nữa, thì có thể nó sẽ rất là nhiều biến số, nó phức tạp và nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái độ an toàn cũng như là cái khả năng vận hành của Ethereum trong tương lai. Thì đó là những cái hạn chế của cái việc là nâng cái mức gas limit lên theo như cái đề xuất của Vitalik. Rồi thì mình hy vọng là cái tập podcast này nó cũng vừa đủ ngắn mà nó cũng vừa đủ thông tin để giúp anh em có thể hình dung thêm về một cái khái niệm mà mình thấy là cũng khá là tâm đắc trong một cái tuần vừa qua, một cái tuần mà người ta nói khá là nhiều về dòng tiền từ thị trường tài chính truyền thống thông qua cái Bitcoin ETF spot và rất là nhiều thứ FOMO, ví dụ như là những cái thông tin liên quan đến IPO của các cái công ty trong thị trường tiền mã hóa. Thì hy vọng là cái câu chuyện về gas limit tuần này đâu đó nó vẫn sẽ vẫn cho chúng ta được cái sự bình tĩnh để nhìn lại được những cái giá trị cốt lõi của các cái sản phẩm cũng như là những cái ảnh hưởng của những cái thay đổi trong kỹ thuật lên các cái sản phẩm, để chúng ta có thể bình tĩnh hơn để theo dõi những cái thông tin tiếp theo của thị trường và đưa ra cho mình những cái quyết định đầu tư làm sao cho nó hợp lý, đặc biệt là trong một cái thời điểm mà nó đang chuyển giao và nó có rất là nhiều những cái biến động ở thời điểm hiện tại. Thì đó là những gì mà mình muốn chia sẻ ở trong DeFi Discussion đợt này. Hy vọng là DeFi Discussion vẫn mang lại cho anh em những cái thông tin thú vị, những cái góc nhìn đa chiều, và chúng ta sẽ có cơ hội để gặp lại nhau trong DeFi Discussion tuần tiếp theo với những câu chuyện thú vị xoay quanh thị trường DeFi anh em ha. Ok, bye bye anh em.